Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan quản lý tiền tệ không chủ trương hạn chế tín dụng đối với bất động sản nhưng cần kiểm soát rủi ro để đảm bảo an toàn hệ thống. Cụ thể đối với hoạt động cấp tín dụng cho các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, BOT, BT giao thông Định hướng của ngân hàng nhà nước là tăng cường quản lý rủi ro, trong đó cơ quan quản lý tiền tệ không chủ trương hạn chế tín dụng đối với bất động sản và các lĩnh vực này nhưng cần kiểm soát rủi ro để đảm bảo an toàn hệ thống. Tính đến hết tháng 6 năm 2022, tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt trên 11 triệu tỷ đồng, tăng 9,35% so với cuối năm 2021, cao hơn nhiều so với mức tăng 6,47% cùng kỳ.